Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 17 tháng 4 năm 2018. Việt Hùng xin kính chào quý vị. Dự thảo thuế tài sản còn lâu mới trở thành hiện thực. Mỹ trục xuất 71 người gốc Việt năm 2017. Cố vấn nhà nước Myanmar sắp thăm Việt Nam và nhiều tin khác nữa. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Dư luận Việt Nam mấy ngày nay sôi sục phản đối một đề xuất của Bộ Tài chính về soạn luật đánh thuế tài sản. Trong đề xuất được công bố hôm 13 tháng 4, Bộ Tài chính nêu phương án đánh thuế đối với nhà và đất kết hợp có giá trị trên 700 triệu đồng với thuế suất 0,4%. Bộ ước tính rằng nếu phương án này được luật hóa, nhà nước dự kiến sẽ thu được thuế tài sản khoảng 31.000 tỷ đồng. Trong suốt 4 ngày kể từ khi đề xuất được nêu ra, dư luận Việt Nam, kể cả nhiều nhà báo, công chức nhà nước, luật sư và doanh nhân đã và đang lên tiếng phản đối. Cũng xuất hiện nhiều bài báo trên các trang tin lớn trong nước chỉ ra những điểm bất hợp lý của đề xuất. Báo Lao Động khẳng định người dân bức xúc về đề xuất trong bài báo có tên "Động não kiếm tiền quá khó, đánh vào túi dân rất dễ". Báo cho rằng người dân mua nhà hay căn hộ đã đóng một loạt thuế rồi, nếu phải chịu thêm thuế tài sản đánh, điều đó đồng nghĩa là dân đang bị tận thu, không còn là đóng thuế nữa. Với bề dày kinh nghiệm và hiểu biết trực tiếp về lĩnh vực nhà đất ở Việt Nam, giáo sư Đặng Hùng Võ nói với VOA rằng cần tách ra hai vấn đề khi bàn về dự thảo gây tranh cãi của Bộ Tài chính. Ông Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, nhận xét việc Bộ muốn nâng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lên hơn 10 lần, từ 0,03% thành 0,4% là hợp lý. Theo ông, điều này theo kinh nghiệm tốt, thông lệ tốt của thế giới. Tiền thuế từ giá trị đất luôn là nguồn lực quan trọng để các nước đô thị hóa hoặc hiện đại hóa đô thị, chuyên gia này nói. Song song với thuế đất, ông Võ nói các nước cũng đánh thuế nhà, hay nói cách khác là buộc cư dân phải có trách nhiệm chi trả cho việc họ sử dụng hạ tầng và dịch vụ công cộng tại đô thị. Nhưng giáo sư Võ nói, Bộ Tài chính Việt Nam không đúng khi nhắm đến đánh thuế nhà theo giá trị. Bởi vì đánh thuế nhà theo giá trị thì lập tức nó dẫn đến một cái điều là người ta không muốn đầu tư nhà nữa. Là những cái ngôi nhà mà tiện nghi, những nhất là tương lai là những cái ngôi nhà thông minh chẳng hạn thì là sẽ không có cơ hội để có thể phát triển Việt Nam, và điều này là trái với quy luật phát triển. Để đánh thuế thì đánh theo diện tích tính theo đầu người trên sàn nhà ở thì là hợp lý nhất. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ cũng nhận định rằng dự thảo này còn lâu mới trở thành những điều luật thật sự. 71 trong số hàng nghìn người gốc Việt mà phần lớn từng phạm tội ở Hoa Kỳ đã bị đưa trở lại Việt Nam vào năm ngoái. Hãng tin Reuters dẫn số liệu của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, ICE, vốn thực hiện các vụ bắt giữ di dân, cho biết rằng 35 người gốc Việt được đưa trở lại quốc gia Đông Nam Á năm 2016 so với con số 32 năm 2015. Ông Brandon Reddy, phát ngôn viên của ICE, được trích lời nói rằng cho tới tháng 12 năm ngoái, có 8.600 người gốc Việt ở Mỹ trong diện có thể bị trục xuất, trong đó có 7.821 người phạm tội hình sự. Reuters đưa tin rằng phần lớn những người này là thường trú nhân hợp pháp nhưng chưa có quốc tịch Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Trump từng coi Việt Nam là một trong các nước thiếu thái độ hợp tác vì không muốn nhận lại các di dân bị trục xuất. Theo ông Ted Osius, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, thì chính quyền Mỹ hiện thời từng đe dọa sẽ xóa bỏ các đặc quyền dành cho các quan chức Việt Nam tới Hoa Kỳ và gắn chuyện trục xuất với mối quan hệ thương mại song phương. Trả lời Reuters, bà Katina Adam, nữ phát ngôn viên cho vùng Đông Á của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói rằng chính phủ Mỹ và Việt Nam tiếp tục thảo luận các quan điểm liên quan tới các công dân Việt từng rời Việt Nam tới Mỹ. Ông Osius cho biết rằng phía Hà Nội không muốn nhận lại những người bị trục xuất vì lo ngại họ sẽ gây bất ổn. Cố vấn nhà nước Myanmar bà Aung San Suu Kyi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 4 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đài Tiếng Nói Việt Nam cho hay, bà Aung San Suu Kyi còn kiêm các chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar. Hồi tháng 11 năm ngoái, bà Suu Kyi đã dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Việt Nam, theo tin của Tân Hoa Xã. Trước đó, hồi tháng 8 cùng năm, Việt Nam và Myanmar đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện nhân dịp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Myanmar. Tân Hoa Xã dẫn thông tin của Bộ Thương mại Myanmar cho hay, thương mại song phương giữa nước này và Việt Nam đạt 592 triệu đô la, trong đó giá trị xuất khẩu của Myanmar là 103 triệu đô la,
trong khi nhập khẩu là 489 triệu đô la Mỹ tính đến tháng 1 của tài khoá năm 2017-2018 hiện nay. Thương mại hai chiều Myanmar-Việt Nam đạt hơn 494 triệu đô la trong tài khoá 2016-2017 trước đó. Myanmar thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1975. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Nằm ven đê sông Hồng, thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, uy tín của gốm Bát Tràng có từ hàng trăm năm nay trên khu vực và thế giới. Làng gốm Bát Tràng trải qua nhiều giai đoạn phồn thịnh và ngủ quên. Sau khi Việt Nam từ bỏ nền kinh tế hợp tác xã, tập trung bao cấp, gốm Bát Tràng hồi sinh. Các nhà sản xuất và kinh doanh gốm Bát Tràng đã tự tạo cho họ một không gian thương mại riêng qua việc kết hợp sản xuất với kết nối thông tin Internet. Hiện tại, việc quay trở lại thời hợp tác xã đối với làng gốm Bát Tràng có thể nói là một cơn ác mộng. Để thành lập hợp tác xã thì chỉ có một ông chủ nào đứng lên và đào tạo các công nhân vào làm cho mình thôi, chứ còn thành lập hợp tác xã thì còn nếu để mà thu gom tất cả các chủ doanh nghiệp mà vào là người ta chấp nhận, không đồng ý, không chấp nhận được. Còn ai cũng muốn kinh doanh riêng, lợi nhuận riêng, như là phụ thuộc vào người khác thì người ta không bao giờ chấp nhận được. Nhà người ta cũng có cơ sở sản xuất thì người ta vào cũng chẳng đem lại gì, cũng hay lắm. Ngoài các sản phẩm gốm truyền thống như ấm chén, heo đất, độc bình mậu nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn, còn có các bộ ấm chén mang phong cách Nhật Bản hoặc mang hơi thở cách tân của các nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ vẽ mẫu thiết kế và gia công. Nam nhiều anh ạ. Cái hàng này người ta gọi là bát nắp. Đây cái thân của nó, phần này cái vuông. Đây, phần này vuông nắp phải như này. Chỗ này là chỗ dán đề can rồi, nó có hình rồi. Còn bây giờ hàng thì bây giờ nói chung tầm này hàng bắt đầu chạy rồi. Làng gốm Bát Tràng thời hiện đại, ngoài yếu tố truyền thống, nét mỹ thuật hiện đại được vận dụng và chuyển hóa trên các sản phẩm gốm, giúp cho gốm Bát Tràng luôn đuổi kịp nhịp thở thời đại mà không mất đi tính truyền thống. Có thể nói rằng, thế hệ các họa sĩ và thợ trẻ làm việc ở làng gốm Bát Tràng chiếm tỷ lệ khá cao. Điều này tạo nên một sinh quyển Bát Tràng hiện đại, sinh động và trẻ trung. Bây giờ làng nghề thì cũng nhiều, vẫn là có rất nhiều bạn trẻ làm những cái này. Đó, em làm đây là làm cả thời gian. Nói chung là cái công việc này thì mang đến cho em rất nhiều thu nhập ổn. Nói chung là em rất là yêu thích công việc này. Sự hợp tác, chia sẻ và sáng tạo giữa các ông chủ làng gốm với các họa sĩ hiện đại giống như một cuộc hôn phối giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, tạo ra không gian sinh động, tính năng động song hành với giá trị truyền thống. Trong quá trình ra lò cũng có đôi sản phẩm sẽ bị không được như muốn, giả sử như bị lỗ men hoặc nứt hoặc bị co men. Tham gia hợp tác xã như thế nào? Hợp tác xã có lợi gì cho các doanh nghiệp khi các chủ lò gốm vốn dĩ đã quen với cung cách sản xuất, kinh doanh năng động và mọi nguồn lợi tức đều phụ thuộc vào bí quyết cũng như sáng tạo trên mỗi sản phẩm gốm? Và còn nhiều câu hỏi khác với nội dung hợp tác xã có lợi gì cho người sản xuất khi mỗi nhà sản xuất và mỗi gia đình kinh doanh muốn tự mình vươn ra biển lớn? Kinh doanh gia đình thì vào hợp tác xã thì nếu mà có lợi nhuận được như là mình kinh doanh thì mình mới vào hợp tác xã, còn nếu mà vào hợp tác xã công nó không đạt tiêu chuẩn thấp thì người ta sẽ không vào. Tóm lại là kinh doanh thì người ta phải có lợi nhuận. Biển Cà Ná nằm ven quốc lộ 1A, tuyến đường nối liền Bắc Nam Việt Nam. Biển Cà Ná giáp liền với dãy núi Đá Vôi, liền kề Trường Sơn. Thời tiết nơi đây khắc nghiệt, nên nhiều chục năm, đời sống của người dân Cà Ná hoàn toàn phụ thuộc vào nghề đánh bắt. Không có bất kỳ loại dịch vụ nào phát triển nơi đây. Khi ngành du lịch phát triển, biển Cà Ná được đánh thức và có hàng trăm vấn đề bất cập với du lịch biển Cà Ná bởi nếp sống và thói quen của người dân nơi đây chưa phù hợp với công nghiệp du lịch. Mặc dù đời sống có phần khởi sắc nhờ du lịch, nhưng để đảm bảo phát triển lâu dài thì còn nhiều vấn đề phải thay đổi. Người ta phát triển, có công ăn việc làm, người ta đời sống người ta cũng cao hơn trước. Còn trước đó thì người dân ở đây rất là khó khăn. Nhưng bây giờ là có mấy cái nhà máy ở đây thì người dân người ta có công ăn việc làm nhiều hơn. Nói chung là cũng đỡ hơn hồi trước. Tới đây là nó không phát triển lắm. Đất chất tấp, chất đồng. Mà người ta chiều đi tắm biển nó lục lục mà.
mà từ nhờ cái nhiệt điện làm ăn cũng phát đạt. Thì hầu trước khi có nhiệt điện ở đây thì nó không phát đạt đâu. Nhờ nhiệt điện làm ăn bích xa bích gì bất cứ cũng được hết, tắm biển cũng đông, làm ăn cũng phát đạt, dùng nên làm ăn được, không có gì, với nhà hàng cũng đông hết đấy. Du lịch biển Cà Ná được phát triển nóng theo công nghiệp Ninh Thuận. Các dịch vụ chủ yếu là đón dòng tiền tệ đổ ra từ các khu công nghiệp, dựa vào các ngày cuối tuần và các giờ giải lao của một lực lượng kỹ sư và công nhân đông đảo người Trung Quốc sống xa nhà, cần giải lao và hưởng thụ. Các dịch vụ chủ yếu ở du lịch biển Cà Ná vẫn xoay quanh dịch vụ tắm hơi, massage, quán nhậu. Hiếm có nhà hàng hay khách sạn nào chọn phát triển theo chiến lược lâu dài, khai thác có chiều sâu văn hóa. Chính vì vậy, lượng khách đến Cà Ná vẫn chủ yếu là khách Trung Quốc và các nhóm nam giới ghé qua rồi lại đi. Dịch vụ lưu trú vẫn chưa phát triển. Đây Trung Quốc là không, cũng như là tới là rất nhiều đông, 200, 300, 400 có thể sử dụng lịch tới nùng nục. À, bây giờ là chưa đâu, nùng nục cỡ là 1 giờ, 2 giờ nó tới, phải tới chiều à, là tới. Còn một chiếc 24, có nào 4-5 chiếc, bữa nào cũng có gì điều đó. Chứ không có gì, Trung Quốc nữa, Trung Quốc không à. Còn một vấn đề đáng lo nữa là kể từ khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân mọc lên ở tỉnh Bình Thuận, mặc dù là khác tỉnh, nhưng khoảng cách giữa hai địa điểm này không quá 5 km đường bộ và chưa đầy 4 km đường chim bay. Lượng than xỉ thải ra biển ở khu nhiệt điện Vĩnh Tân gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường biển Cà Ná. Hầu hết mọi sinh vật biển ở Cà Ná như san hô, rong biển, các loài hải sản gần bờ đã dần vắng bóng và môi trường văn hóa ở đây cũng thay đổi đáng kể. Làm công việc nhẹ nhàng thì họ đi qua bên mật sáp đồ xin việc, còn những người họ có cái chịu khó làm á thì họ vô xin minh. Vô xin minh làm như những người họ muốn đồng đến chân tay rồi vô bệnh thì họ làm những công việc nhẹ nhàng hơn. Ở chị cũng làm những công việc nhẹ nhàng thôi, không có gì đâu, họ không chịu khó thì không làm thôi. Còn họ ứng sạch sẽ thì họ đến đây những cái ví dụ bên là mặt xa sông mái bên này đó xin làm. Còn cái chị chủ yếu là những người lớn tuổi đứng tuổi họ đến đây, nghĩ chắc cái công việc đó về họ mở cái quán karaoke hoặc mặt xa thì những người ví dụ dân ở đây thì họ cũng phải có hình dạng nữa em ạ. Đó, những người mà được á, có được cái vóc dáng trời phú cho thì họ chọn những cái nghề đó, còn những cái người thì thô kệch thì họ chọn những cái người bếp núc chân tay làm rau rạng giống ở chị ấy. Sau thời gian dài gian khổ khi du lịch phát triển mạnh giúp cho đời sống người dân Cà Ná vực dậy, nhưng bên cạnh đó vẫn có quá nhiều mối nguy rình rập bởi môi trường bị xấu đi, suy nghĩ của con người trở nên thực dụng và giá trị đạo đức đang bị xói mòn trầm trọng. Hơn bao giờ Cà Ná đang cần một chính sách hợp lý và khoa học mang tính nhân văn. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Đặc sứ của Mỹ tại cơ quan giám sát vũ khí hóa học toàn cầu hôm 16 tháng 4 cho biết, Nga có thể đã thay đổi hiện trường khu vực bị tấn công vũ khí hóa học ở Duma, Syria. Hãng tin Reuters trích lời đại sứ Mỹ Kenneth Worth nói, "Chúng tôi hiểu rằng người Nga có thể đã đến hiện trường vụ tấn công. Chúng tôi quan ngại rằng họ có thể đã thay đổi hiện trường, tạo hiện trường giả với ý định ngăn chặn những nỗ lực của tổ chức cấm sử dụng vũ khí hóa học OPCW điều tra, tìm hiểu sự thật." Các thanh sát viên của OPCW hôm 16 tháng 4 tới nhiều khu vực ở Duma tìm kiếm mẫu vật, phỏng vấn nhân chứng và thu thập tài liệu làm bằng chứng để xác định xem có chăng việc sử dụng vũ khí độc hại. Hơn một tuần trước đó, các nhân chứng và các chính phủ phương Tây cho biết máy bay trực thăng thả bom chứa chất sarin và chlorine làm chết nhiều trẻ em và phụ nữ khi họ tìm cách chạy trốn các cuộc đụng độ giữa phe nổi dậy và quân đội của chính phủ Syria. Một nguồn tin ngoại giao cho hãng Reuters biết các bằng chứng có thể đã bị xóa đi, trong khi các nhà điều tra thương lượng với nhà chức trách Syria tìm cách tiếp cận khu vực. Syria và Nga phủ nhận việc có sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công lấy lại Duma, lãnh thổ do phe nổi dậy chiếm giữ ở phía đông thủ đô Damascus. Tòa Bạch Ốc loan báo, Tổng thống Donald Trump vẫn giữ quyết định rút quân ra khỏi Syria sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đã thuyết phục ông Trump giữ lực lượng Mỹ ở Syria. Phát biểu với đài truyền hình BFM hôm 15 tháng 4, ông Macron nói, 10 ngày trước, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút quân ra khỏi Syria. Chúng tôi thuyết phục ông ấy rằng cần phải lưu lại đây lâu dài. Tới ngày 16 tháng 4, ông Macron nói rõ rằng cả hai nước đều cam kết hoàn tất cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và hỗ trợ tiến trình hòa bình ở Syria. Hôm 14 tháng 4, Pháp cùng Mỹ và Anh
không kích chống lại các địa điểm vũ khí hóa học của Syria. Tổng thống Pháp cũng cho biết ông khuyên Tổng thống Trump nên giới hạn số lượng oanh kích ở Syria, gợi ý rằng ông Trump muốn mạnh tay hơn. Cựu giám đốc FBI James Comey tố cáo Tổng thống Donald Trump không xứng tầm là Tổng thống về mặt đạo đức và nói rằng có một số bằng chứng cho thấy ông Trump cản trở công lý. Bình luận của ông Comey được đưa ra trong cuộc phỏng vấn đặc biệt với kênh ABC News tối ngày 15 tháng 4 trước khi công bố cuốn sách nhan đề A Higher Loyalty trong tuần này. Một phần nội dung quyển sách nhắc lại vai trò của tác giả trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và việc ứng viên Dân chủ Hillary Clinton dùng máy chủ email cá nhân để trao đổi những nội dung mật, cùng các cuộc trao đổi riêng tư giữa ông Comey với ông Trump trước khi bị ông Trump sa thải hồi tháng 5 năm ngoái. Sau khi cuộc phỏng vấn được trình chiếu hôm 16 tháng 4, Tổng thống Trump tố cáo ông Comey và cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe phạm nhiều tội. Ông McCabe cũng đã bị ông Trump sa thải. Trong cuộc phỏng vấn, ông Comey được hỏi thẳng liệu ông có nghĩ rằng ông Trump không xứng với vai trò tổng thống hay chăng. Ông Comey đã đáp, đúng vậy, nhưng nhấn mạnh rằng không phải vì năng lực tâm thần mà vì tư cách đạo đức, viện dẫn các phát biểu của ông Trump về phụ nữ và về sắc tộc. Sức khỏe của cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Barbara Bush ngày càng suy yếu và bà đã quyết định chọn phương pháp chăm sóc xoa dịu cuối đời thay vì tiếp tục chữa trị. Văn phòng cựu Tổng thống George H.W. Bush ngày 15 tháng 4 loan báo cựu đệ nhất phu nhân 92 tuổi đi đến quyết định này sau khi tham vấn với gia đình và bác sĩ sau một loạt các đợt nhập viện và xuất viện. Bà Barbara Bush là đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ từ năm 1989 đến 1993 khi chồng bà đảm nhiệm cương vị Tổng thống thứ 41 của Mỹ. Ông Bush cha, nay 93 tuổi, và sức khỏe của ông cũng sa sút trong những năm gần đây. Bà Bush là thân mẫu của cựu Tổng thống George W. Bush, Tổng thống thứ 43 của Mỹ, và của cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush. Bà là một trong hai đệ nhất phu nhân có con trai cũng làm Tổng thống. Ngoài bà Bush, còn có bà Abigail Adams, phu nhân của cựu Tổng thống thứ nhì của Mỹ John Adams, và là thân mẫu của Tổng thống thứ 6 John Quincy Adams. Ông Bush cha kết hôn với bà Barbara Bush vào ngày 6 tháng 1 năm 1945, có với nhau 6 người con. Cuộc hôn nhân của ông bà kéo dài nhất so với bất kỳ đôi vợ chồng tổng thống nào trong lịch sử Mỹ. Khi còn là nhân vật của công chúng, bà Barbara Bush lúc nào cũng là người cổ vũ nhiệt tình cho chồng, con. Gần đây nhất vào năm 2016, bà vận động cho con trai Jeb Bush, người ôm mộng nối chân cha, anh mình, trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Phu nhân Barbara Bush tập trung chính vào lĩnh vực xóa mù chữ và tham gia vào rất nhiều tổ chức cổ suý đọc sách. Nhiều chục năm trước, bà thành lập sáng hội Barbara Bush xóa mù chữ gia đình, phát huy kỹ năng đọc cho người dân cả nước, đặc biệt cho trẻ nhỏ. Bà Barbara Pierce Bush sinh ngày 8 tháng 6 năm 1925 ở Rye, New York. Thân phụ của bà là nhà xuất bản các tạp chí Macaulay và Red Book. Ngoài hồi ký, bà còn là tác giả của hai đầu sách nhan đề Sea Fresh Story và Millie's Book. Tổng thống và phu nhân Donald Trump đã gửi lời cầu nguyện phúc lành đến với đại gia đình Bush trong giai đoạn khó khăn này. Cuối tuần vừa qua, thì chương trình diễn hành Hoa Anh Đào đã diễn ra tại Washington DC, Hoa Kỳ, đánh dấu sự kiện nổi bật nhất, thu hút nhiều du khách nhất tới với thủ đô Mỹ mỗi dịp xuân sang. Và ngay từ sáng sớm thì hàng chục nghìn người đã đổ về đại lộ trung tâm thành phố Constitution để được chiêm ngưỡng một trong những cuộc diễn hành hấp dẫn và đầy màu sắc nhất của năm này. Cho đến 10 giờ sáng thì cuộc diễn hành đã chính thức được khai mạc với sự dẫn đầu của đoàn mô tô phân khối lớn thuộc lực lượng cảnh sát. Khác với ở Việt Nam, những cuộc diễn hành như thế này tại Mỹ thường không có rào chắn ngăn cách người xem với những người tham gia diễn hành, vì tất cả đều rất ý thức và thân thiện. Cũng vì thế mà mọi người đều có thể giao lưu vui vẻ gần gũi trong một ngày đặc biệt như thế này. Mọi thứ ở đây thật đẹp, thời tiết cũng thật tuyệt vời cho một ngày có nhiều hoạt động ngoài trời như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tới Washington DC. Tôi cùng với gia đình của mình tới đây từ sớm để tận hưởng một ngày đẹp trời như thế này. Hơn thế, khi tới với chương trình diễn hành ở đây, tôi được chiêm ngưỡng rất nhiều loại trang phục khác nhau, rất nhiều nét đặc trưng văn hóa khác nhau của các cộng đồng sắc dân khác nhau tại Mỹ. Thật là một ngày tuyệt vời. Cuộc diễn hành Hoa Anh Đào hàng năm là dịp để các cộng đồng sắc dân khác nhau tại Hoa Kỳ giới thiệu với công chúng những nét văn hóa đặc trưng của mình. Trong đó, những màn trình diễn sôi động thu hút sự chú ý của đông đảo người xem nhất,
thuộc về các đoàn diễn hành của cộng đồng các quốc gia khu vực Nam Mỹ và Nhật Bản. Du khách trong dịp này thường hòa vào không khí lễ hội với máy ảnh và điện thoại di động để sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời và lan truyền, chia sẻ với người thân ở khắp nơi. Con gái của tôi sống ở Philippines. Tuần này nó trở về cùng với gia đình và chúng tôi quyết định tại sao lại không đặt một chuyến bay tới đây để được tham dự vào lễ hội này cơ chứ. Tôi đã được đi thăm thú khắp thủ đô Washington DC và giờ lại được có mặt ở đây trong lễ hội rất sôi động và hấp dẫn này. Diễn hành hoa anh đào là sự kiện thường niên được tổ chức vào dịp hoa anh đào nở rộ tại Washington DC, Hoa Kỳ, là một trong những điểm nhấn của thủ đô thu hút đông đảo khán giả nhất. Không chỉ du khách từ khắp nước Mỹ mà còn từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây. Cuộc diễn hành kéo dài dọc đại lộ Constitution ngập tràn sắc hoa, nắng xuân và bong bóng khổng lồ đủ sắc màu để tôn vinh những cây anh đào Nhật Bản, quà tặng từ Tokyo và thể hiện tình hữu nghị lâu bền giữa hai nước Mỹ và Nhật. Năm 2016 thì Tổng thống Donald Trump thắng cử tự hào với cái mác của một người phá cách chính trị. Trong một vài tuần trở lại đây, ông Trump đã quay trở lại với phong cách của mình như hồi tranh cử, nhiều lần ném theo đúng nghĩa đen kịch bản được chuẩn bị sẵn để đưa ra một thông điệp thô ráp để làm phấn khích các ủng hộ viên nòng cốt. Tuy nhiên, một Donald Trump không theo kịch bản cũng có thể gây ra những hậu quả chính trị khó lường. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Trong một chuyến thăm gần đây tới bang West Virginia để thảo luận về cải cách thuế, Tổng thống Donald Trump đã quyết định xé kịch bản. Mọi người biết đó, đây là những thứ mà tôi chuẩn bị trước để nói. Sẽ mất khoảng 2 phút, nhưng kệ nó, làm như thế thì chẳng lắm. Đó là một khoảnh khắc dường như mang tính biểu tượng cho nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump. Quay trở lại hình ảnh ứng cử viên Donald Trump bất kham, sẵn sàng chiều lòng những cử tri trung thành của mình. Ví dụ trong lần gần đây nhất, ông Trump nói về thuế nhập khẩu đánh vào hàng Trung Quốc. Trong suốt nhiều năm, không vị Tổng thống nào muốn chống lại Trung Quốc trên mặt trận thương mại. Và giờ chúng ta sẽ làm điều đó. Tổng thống Trump vẫn giữ giọng điệu như vậy trên Twitter hôm 9 tháng 4, nói về sự giao thương ngu dốt với Trung Quốc. Tuy nhiên, khi Bắc Kinh bắt đầu phản đòn, những người nông dân Mỹ như ông Jeff Reeder bắt đầu lo lắng. Chúng tôi đang hy vọng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn năm ngoái bởi vì thuế giảm. Mong là số tiền này sẽ không bị thuế nhập khẩu đánh bay mất. Bất chấp những nghi ngại, Tổng thống Trump có vẻ như lắng nghe bản năng chính trị của mình nhiều hơn. Tôi có cảm giác là Tổng thống Donald Trump tin rằng ông ấy có thể điều cả bộ máy chính quyền bằng Twitter. Bất kể việc gì, từ công bố chính sách mới cho đến việc sắp xếp sa thải ngoại trưởng và rất nhiều việc khác. Tổng thống Trump được bầu lên như một nhà phá cách chính trị và bây giờ đang cố gắng duy trì phong cách đó. Ông ấy là một tay ngang rất mạnh mẽ, vậy nên ông ấy cần phải tìm lối đi riêng cho mình. Tôi nghĩ ngài Tổng thống luôn đi theo hướng này. Tư cách của chính trị gia tay ngang tỏ ra rất hiệu quả tại những bang thân thiện với số đông cử tri ủng hộ như West Virginia. Ông ấy không có vẻ thực sự muốn mở rộng những vấn đề cần quan tâm. Ông ấy có vẻ như chỉ tập trung theo đuổi những chính sách, cho dù còn sơ khai mà ông ấy ủng hộ. Tuy nhiên, việc Tổng thống Trump xé kịch bản cũng có lợi cho các đối thủ bên phía Dân Chủ. Và ông có thể sẽ phải đối mặt với một sự bất ổn về chính trị trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11 tới. Dường như ông Donald Trump đang tiếp năng lượng cho phía Dân Chủ theo cách mà lâu nay chúng ta chưa từng thấy. Kết quả là phe Dân Chủ đi bầu với số rất cao, từ cấp liên bang, tiểu bang đến cấp địa phương. Dù vậy, lúc này, ông Trump dường như vẫn thoải mái vạch ra con đường, mà trong đó cố vấn chính sách cao cấp nhất cho ông chính là bản thân ông. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is got our work cut out for us from the film Norm of the North.
This movie is about a polar bear and his animal friends. They go to New York City and try to stop a rich man from building on their home in the Arctic. Listen for the phrase, got our work cut out for us. We've really got our work cut out for us. What could a bear like me do in a city like this? I'm gonna be so rich when I sell off the Arctic. It's gonna be condos, shopping malls. That's my home. So what do you think got our work cut out for us means? Is it this will take a lot of work or our work will be cut? We've really got our work cut out for us. I'm gonna be so rich when I sell off the Arctic. It's gonna be condos, shopping malls. That's my home. Got our work cut out for us means that this will take a lot of work. After Norm arrives in New York City, he understands he and his friends have a big job to do. Defeating the rich man's attempt to destroy their Arctic home will be hard. If you start a big new project, you also may say you have your work cut out for you. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. You know, Lucia, we're supposed to go to a meeting right after we're finished here. Really? I thought the meeting was supposed to start much later. Well, that's not what our boss said. Well, I guess that's what we're supposed to do then. Did you notice anything? Notice what? Well, we used a lot of the be supposed to structure in our conversation. Yes, we did. Be supposed to. That sounds funny. How do we explain that? Well, a be supposed to expresses the idea that someone expects something to happen, either with scheduled events, a correct way of doing something, or behavior. The structure is the verb be plus supposed plus to. When it comes to scheduled events, you would use it like this. The meeting is supposed to start at noon. The game is supposed to run late. And to describe a correct way of doing something, you would say, the nurse is supposed to use a thermometer. You're supposed to follow the manual. For expressing expectation about behavior, you can say, the children are supposed to put away their toys. Susie is supposed to eat soup without slurping. A good thing to remember is that be supposed to is almost always used with the present or past tense forms of the verb be. Anything else we're supposed to talk about today? No, let's go to that meeting. And that's Everyday Grammar. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio video của chúng tôi trên vatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VA Tiếng Việt, kênh YouTube VA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Việt Hùng xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.